Audio Jungle. Xin chào bà con, thì clip hôm nay mình sẽ nói về cái vấn đề mà bà con chúng ta trồng bơ búc, sen tiêu, sen cà phê và cách thức một tưới nước như thế nào để cho cây bơ búc chúng ta nó phân hóa mầm hoa. Thì cái vấn đề thứ nhất á, mình nói bà con á, đối với những cây bơ mà nụ nó già rồi, như ở trên clip trước mình nói bà con á, nụ chuẩn bị phân hóa mầm hoa, chúng ta tiến hành tưới giữ ẩm cho cây. Thì cái điều kiện tưới bà con chúng ta là con tưới giữ ẩm là 60-70% độ ẩm nha. Chúng ta tưới xung quanh tán, có nghĩa là cái tán cây cỡ nào chúng ta tưới xung quanh tán cỡ đó, thì cái rễ chúng ta nó sẽ có thể là rộng hơn hoặc là bằng tán, nhưng mà tùy vào cái bơ của chúng ta. Đa số là những cái tán bơ bao nhiêu thì rễ ăn bấy nhiêu, có thể là lớn hơn. Đó là mình nói sơ qua. Thì cái vấn đề tưới này là con chúng ta luôn thắc mắc á, thì có người nói là mình trồng trong cà, thì cà đang héo thì giờ có nên tưới không, mà trong khi đó bơ là chưa có nụ. Thì với vấn đề này mình nói với những bà con trồng trong cà mà bơ chưa có nụ á, thì con tưới cà sơ thôi, không nên tưới vào gốc bơ. Thứ nhất là để chúng ta đang xiết nước để vấn đề nó phân hóa mầm hoa cho đều. Cái thứ hai là bà con phun thuốc chặn đọt để cho cái tốc độ mà nó dừng lá, già lá đều, nó dễ tạo nụ. Đó là cái vấn đề mà bà con trồng trong cà. Còn với điều kiện bà con trồng trong cà mà cây nó già như cái trên hình á, như cái clip mình đang quay bà con xem á, thì bạn có thể tưới cà. Với điều kiện cà này chúng ta chuẩn bị phân hóa mầm hoa, hạt cà chưa phân hóa mầm hoa chúng ta tưới bơ không, thì có rất nhiều vườn và nhiều nông dân chúng ta rơi vào rất nhiều trường hợp. Nên cái trường hợp này là cái trường hợp bơ nó lá ngọn, rồi cái thứ hai nữa hoa chuẩn bị nó phân hóa mầm hoa, thì mình sẽ quay cái tấm hoa bà con xem đó. Nụ hoa là chuẩn bị phân hóa mầm hoa thì mình luôn luôn tưới giữ ẩm. Thì tùy vào vùng đất, với vùng đất ở Đắk Lắk á, ở Buôn Hồ Đắk Lắk á, thì mình tưới là 7 ngày đến 10 ngày duy trì độ ẩm. Thì cái này mình tưới xung quanh bồn bà con xem á, tưới xung quanh tán, có nghĩa là cái tán tới đâu mình tưới tới đó, tưới không cần đậm quá đâu, bà con cứ tưới sơ cho mình qua duy trì độ ẩm nó. Và sau khi tưới, một số bà con bơ búc rơi vào trường hợp thứ nhất đợt 1, bà con phun thuốc phân hóa mầm hoa luôn như mình nói trước, thì phun xong chúng ta 7 ngày sau phun tiếp và tiến hành tưới nước, thì cái độ ẩm bà con luôn luôn duy trì cho mình nha. Thì mình sẽ đi quay chung cái vườn bơ búc này trồng sen cà phê để bà con xem về cái quy trình tưới. Thì toàn bộ vườn búc này nụ nó rơi vào trường hợp thứ nhất và nở ở đợt 1 bà con tưới. Thì trồng cà phê nói chung bà con chúng ta trồng sen canh thì nó được lợi cái này, nhưng mà nó cũng hơi thiệt về cái mặt chăm sóc một chút, là bơ nó sẽ không có bồn, khiến cho tình trạng mà con chúng ta tưới nước hay bón phân cũng rất là khó và chăm sóc cũng rất là khó. Thì về cái tưới thì mình cũng khuyên bà con là tưới xung quanh tán nha. Còn với cà phê mà chưa phân hóa mầm hoa, bà con tưới nói chung là nó sẽ khó làm bông, thì nó cũng hại ở chỗ đó, thì được cây này thì mất cây kia. Nên bà con chúng ta luôn luôn có chế độ mà chăm sóc sao cho nó phù hợp, tùy vào những vùng đất chúng ta chăm sóc bón phân cho nó phù hợp. Thì với hiện trạng bơ búc ra bông đợt 1 này mình cũng nói cũng rất là cụ thể rồi. Bà con phun thuốc cho mình trước khi nở hoa, nụ cực đại bà con phun cho mình một đợt thuốc sau. Sau đó bà con tưới nước định kỳ 7, 5, 7, 10 ngày, tùy vào thời tiết, tùy vào khí hậu của những vùng chúng ta tưới. Và sau khi tưới xong bà con phun phân hóa mầm hoa cho mình, phun ít nhất được 2 lần. Cái đó là mình hướng dẫn đối với những bà con nông dân sử dụng và phun thuốc phân hóa mầm hoa. Rồi sau khi phân hóa mầm hoa thì cái bơ nó sẽ nở ra phân tầng 3 giai đoạn đó. Thì đó mình nói sơ lại nhắc lại bà con chúng ta ai rơi vào những trường hợp đó thì con ngành sử dụng phương pháp mà mình hướng dẫn bà con chung như ở clip trước. Thì toàn bộ cái clip này mình chỉ nói sơ về cái vấn đề tưới nước thôi nha. Thì một số bà con chúng ta tưới nước thì cũng có thắc mắc là giai đoạn này tưới nước có được bón phân hay không và nên bón phân gì. Thì hầu như bà con ta không có chế độ bón phân phù hợp, nghĩa là trước khi phân hóa mầm hoa bà con chúng ta phải bón được 2 đợt phân đạm lăng kali. Thì tùy theo bà con chúng ta có thể bón phân hóa học, có thể bón phân đơn. Nói chung là có rất nhiều phương pháp bón phân. Thì theo mình đó, thì chúng ta bón phân đơn nó hiệu quả rất là cao. Có thể chúng ta bón phân trộn cũng được, có thể bón phân kép cũng được. Nói chung là có rất nhiều phương án. Thì phương án mình hướng dẫn bà con hầu như là bón phân đơn là nó hiệu quả nhất và nó đầy đủ cân bằng được cái dinh dưỡng ở trong thân, trong cây và trong gốc. Thì toàn bộ cái vườn này mình quay là mô hình trồng cà phê, sen tiêu và bơ búc. Nên cái vấn đề mà tưới nước nó cũng rất là khó khăn với một số bà con chúng ta mà khi trồng sen với nhau. Thì cái này mình quay toàn bộ clip rất là dài về toàn bộ là tưới nước. Thì trong vườn này cũng có một số cây bơ ghép, giống bơ gọi là giống bơ e tó. Trong bơ này cũng 6-7 lạng một trái, trái dài.
thì nó cũng đang nở và mình cũng cho nông dân tưới định kỳ là 5, 7, 10 ngày một lần, và tiếp đó là phun thuốc phân hóa mầm ho để cho nó tạo cái điều kiện thích nghi về độ ẩm. Mình nói thẳng với bà con luôn à, riêng cây bơ hay là tất cả cây trồng khác, mình nhắc lại chúng ta phải duy trì độ ẩm nha. Chúng ta duy trì được 70, 60%, chúng ta duy trì từ lúc mà phân hóa mầm ho tới lúc xạ nhị, chúng ta vẫn duy trì độ ẩm 60, 70%. Thì khi mà độ ẩm nó duy trì được 60, 70% á, thì mình khẳng định với bà con là cây bơ chúng ta đậu rất là cao, vì nó không có bị thiếu nước hoặc thừa nước, nó gây trạng rụng hoa hoặc là xạ nhị chúng ta là nhiều nước quá nó rụng. Cái đó là vấn đề mình nói bà con. Thì một số bà con chúng ta thì cũng hay thắc mắc là bơ đang nở hoa có được tưới không, thì nó đang nở hoa mà hồi giờ bà con không tưới nước á, mà bà con tưới vô mình khẳng định nó sẽ sóc nước và rụng hoàn toàn, rụng sạch luôn. Thì cái đó là mình khuyên bà con không nên tưới. Bà con tưới là tưới từ đầu luôn, cái đó là mình nhắc lại để cho bà con ta tránh tình trạng mà không có rõ ràng về vấn đề tưới nước. Đó là cái vấn đề thứ nhất. Và cái vấn đề thứ hai nữa là bà con chúng ta khi mà trước khi phun phân thuốc phân hóa mầm hoa thì bà con phải giữ ẩm cho mình nha, đó là mình nhắc lại. Thì hầu như á mình sẽ quay bà con xem á, thì một số cây bơ mà cây bơ mình gọi là bơ e tó thì nó đã nở hoa hết rồi, nó nở hoa như trên hình á. Thì đây mình cũng bón lót sơ một đợt lăng để tưới cho cây bơ này nó phân hóa mầm hoa cho nó tốt. Thì cái vấn đề bón lăng này á, thì đối với những cây bơ hồi trước giờ mình chưa bón á, thì có thể đợt này bón xen vô. Còn hầu như ở giai đoạn này mình khi mà con là không nên bón, vì nếu chúng ta bón phân không cân đối á, thì nó sẽ gây tình trạng là nở hoa và phát đọt rất là nhanh. Thì vấn đề mà nở hoa phát đọt mình khẳng định bà con á, bà con nông dân chúng ta ai cũng bị tình trạng đó. Thứ nhất là do bón phân không cân đối, cái thứ hai là bà con tưới nước cũng không cân đối thì nó gây hiện tượng là nó phát đọt. Và khi bà con đã xiết nước được cây bơ của chúng ta, bà con xác định được đó là cái nụ hoa thì bà con tưới được, thì cái việc cái tưới ẩm nó rất là đóng vai trò rất là quan trọng đối với cây bơ. Có nghĩa là bà con thể kéo dài được cái duy trì được cái nụ của nó phân hóa hồng hoa. Cái thứ hai nữa là giúp cho cái nụ nó luôn luôn được tươi khỏe về cái độ ẩm. Khi mà nó nở ra thì cái tỷ lệ nở rất là đều. Thì một số bà con chúng ta là kêu là hoa nó nở không có đều, nở rất đắt cành này cành kia, là cái do thứ nhất là chế độ chăm sóc của bà con. Cái thứ hai nữa là bà con không phun thuốc chặn đọt. Mình nhắc lại bà con, cái phun thuốc chặn đọt ở đây không phải là bơ chúng ta không có đọt non là chúng ta không phun. Chúng ta phun ở đây thứ nhất là để cho cái lá nó già đều. Cái thứ hai nó tập trung dinh dưỡng để cho nó già nụ đều. Và cái thứ ba đó là khi nở hoa nó sẽ không phát được cái đợt đọt non đó, thì cái bơ chúng ta nó đậu rất là cao. Cái thứ hai nó xạ nhị rất là hiệu quả và tốt. Và từ lúc mà nở hoa đến lúc xạ nhị là bà con không nên bón phân cho mình nha. Cái đó mình nhắc lại bà con là không nên bón phân. Sau khi trái hình thành xạ nhị xong á, bằng viên bi trở lên á, thì bà con tiến hành phun cho mình là canxi bo và chặn đọt, và tiến hành có thể là phun thuốc trừ sâu để xua đuổi côn trùng chích thúc. Thì lúc này á trái bằng viên bi rồi á, thì bọ xít đồ á, bọ vừng á, thì côn trùng chích thúc nó sẽ gây hại rất là dễ dàng, vì lúc này trái rất là non nên nó rất là dễ chích thúc trong này. Thì cái việc mà trái bơ búp chúng ta bị chích thúc á sẽ làm cho tình trạng là bơ nó xấu đi, nó sần sùi đi, chúng ta bán giá thành nó sẽ không được cao. Nên giai đoạn mà xả nhầy xong trái lớn hình thành viên bi thì lúc đó bà con phun thuốc sâu cho mình nha, và đợi thêm một lúc đó bà con tập trung dinh dưỡng phun bón lá ở trên là chính. Và sau khi trái lớn lên còn 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 cỡ trái trứng gà thì con tiến hành bón phân. Vì nếu bà con bón sớm quá thì nó có hai cơ chế này: nếu bà con bón lượng đạm quá cao á thì nó sẽ phát đọt, thì phát đọt á thì nó gây hiện tượng là rụng rụng hai chu kỳ của bơ, đó nghĩa là rụng từ trái viên bi đến trứng gà sẽ rụng một đợt, và sau khi chuẩn bị hình thành lụa đen nó sẽ rụng thêm một đợt nữa, là hai đợt nó sẽ phát hai cái đọt rất là mạnh. Nên trước khi bà con bón phân mình khuyên bà con nên bón tỷ lệ đúng. Và cái thứ hai nữa là phun thuốc chặn đọt, chúng ta hãy bón phân để cho dinh dưỡng nó tập trung nó nuôi vào trái, sẽ không phát đọt, nó sẽ không bị rụng. Đó là mình chia sẻ với bà con. Thì còn lại cái clip này mình chỉ quay bà con sơ về cái quy trình mà tưới nước khi mà bơ búp trồng sen cà phê với tiêu, thì tưới sao cho hiệu quả. Thì mình cũng nói sơ với cái tiêu, bà con tưới cho nó thì thứ nhất là trái sẽ chắc khỏe hơn và to hơn, thì nó dương luôn, nó có dinh dưỡng mà nước độ ẩm á thì nó duy trì được cây nó phát triển hơn. Bà con không tưới thì nó sẽ kiệt sức đi, trái nó sẽ không được khỏe hơn. Thì toàn bộ clip này mình quay chung là về vấn đề tưới nước. Còn tới giai đoạn mà nó nở, giai đoạn nào mình sẽ quay chi tiết cho bà con xem, bà con xử lý.
Về cái clip trước thì mình đã nói sơ qua và nói chung rồi, thì clip này mình sẽ nói lại để chúng ta chưa ai nắm rõ về vấn đề tưới nước thì bà con xem. Thì một lần nữa bà con vui lòng đăng ký kênh đi và theo dõi những video tiếp theo, mình sẽ làm từng giai đoạn của cây bơ búp, cây bơ thường, cây bơ ghép để con chúng ta xem được và nắm bắt được cái những cái kiến thức cơ bản và những cái chúng ta đã tham khảo qua đây. Thì đây là những cây bơ mình quay toàn bộ là bắt đầu nở và xả nhị ở giai đoạn đợt 1 của bơ búp. Xin cảm ơn bà con ạ.